uy tín tại shop gãy lacing shop.vn. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với chế độ của mình. Mình là nghĩa là shop mình là thiết spa nhưng thiết được banh cho đâu anh quốc quốc gì đâu không? Nói chung là hôm nay là chị quốc anh quốc anh không có mệt ở đây nên mấy anh em mình mời trước mẹ nó bố đồ mấy nhà tiêu tiêu cơ rồi. Vì sao anh trời đâu vậy, tôi làm đồ mày ẩm thực có kỳ vô vô người ngồi đấy là vô cầu vô làm gì đẹp đẹp nhưng cùng ai biết đẹp đó. Bình thường gì đúng không? Bình thường ấy. Đi thường làm gì bữa anh Quốc? Đi đá đụ, đi ăn tôm hùm đụ nói. Tôm hùm nào? Hùm cua, đó đi ăn đám cứ đồ đụ mày. Trời ơi, mệt thí mẹ. Tôi không ăn phạt nữa. Nói chung ở đây là mình sẽ chuẩn bị một con cá đuối tầm 2 ký mấy anh em. Nói chung hôm nay mấy anh em mình làm về một ẩm thực đó là cá đuối nướng siêu cây. À, ở đây là mình sẽ chuẩn bị một cái mì ớt Hàn Quốc á. Siêu cây nha anh em. Dưới âm sầm ớt trái này anh em. Ớt trái nè. Mùi hương đồ các kiểu đồ trên quốc làm vậy? Ủa mấy thơ tự nhiên con cá đó còn thở không ạ? Giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc đó là làm con cá đuối này nha anh em. Bây giờ mình cắt cái đuôi trước ạ. Chụp cầm cầm em. Rồi dưới mày. Cầm ấy. Cầm ấy quốc. Ủa mấy chạy cái tay tôi. Anh em nói chung là bên đây thì nãy Phúc nó làm ruột cho mình nha anh em. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây là mình dễ hành ớt luôn. Chừng nào báo tối vô vậy đi. Quốc. Đi cho báo tối chứ lại cho anh Quốc. Đủ mé nó đi nổ đi té nó cười. Đủ nó đi kìa. Lấy anh lớn mà đi hướng đi đó nè. Rồi dễ nói giùm cái. Bên đây thì anh Quốc và Thiết sẽ giúp mình đó là dễ hành ớt nha anh em. Cho báo tối không? Không, đủ miệng. Báo hành báo tối vậy? Vậy? Hành ớt đâu? Anh hiểu cái chữ hành ớt đi. Cho anh bỏ chơi đâu thiếu mà mày lột à, mày lột à, hành mày bỏ vô cái hành mẹ nữa đâu mà lột có hả đâu hành đâu còn giá không kêu lột mày hành một đống này mày đu cho mày đủ mé nó điếu lột rồi chả nó bỏ vô luôn không thì anh vô đó có định anh hư ấy anh cứ vô là cái gì vậy hiểu biết sau khi để vệ sinh con cái đuối này rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ biết đều đó là mình ướp nó là mình bỏ một đô ít dầu nha anh em. Cái làm được đấy mẹ. Có cần thiết là đồ mẹ con gì cũng phải con người sao đó không biết và, làm anh. Chứ ớt là cho siêu cây cũng được. Đâu, mình phải nhiều cho Phúc. Thiết. Nữa mày thiết. Chứ nữa. Nữa đi. Đâu, rồi ok. Rồi đó là ngủ dị hương này. Dạ thơm. Bây giờ đầu vài lên thiết. Muối đường ngọt vô này, chút xíu vô. Ừ, đường ngọt này. Không ngọt đâu, có còn muối đường chút mình. Ngọt với đường thôi, chút nữa muối chấm. Ừ. Dầu quá. Lấy tay bố lấy đũa chi nữa. Đừng là lấy tay mày chè mấy cái miếng thôi. Không đừng là nó không tại tay mà tôi chưa vô. Không phải, vô mày lấy nó cố lắm. Quốc, đổ ngọt cho anh Quốc. Đổ vô luôn á. Bóp mẹ đi, lấy tay bố đi. Ít thôi chứ không? Rồi, ít hả? Rồi, ok. Cho mày biết anh nứt cho nó nhậu nhậu. Bóp đi, lấy tay bố. Mày nói to to lên tiếp. Nói thì nói đớt mà đồ mẹ đồ đéo mày bi rồi mà. Bố bì, lấy tiền bố. Tiền bố. Rồi, sau đó, sao? Bỏ vào bơm. Có thêm miếng dầu vô đây, thấy cù quá. Được á. Được rau phụ nhỉ. Quay đấy. Vô. Rồi bây giờ mình theo lên cái con cái chép. Chị bây, cho nó thấm mày. À, cũng đúng hết chứ. Chị đúng á. Cái dao đâu? Nó mới khứa, nó mới dính vô thịt được. À, siêu khỏi ráng cưới nó cũng được anh em. Cái công mà xét cái này nên xà bèn các bạn cứ rén đi rồi lại sau khi mà khứa xong hai bên rồi anh em bây giờ mình sẽ ướp gia vị cho nó vào những cái khỉ đó để mà hương vị gia vị được thấm vào thịt của con cá đuối nha anh em chứ vậy đang tưởng tượng bí gì riết là dơ quá anh ăn không đâu nói nếu muốn làm thì làm rồi sau khi mà gia vị đã để thấm rồi nên bây giờ mấy anh em sẽ đem ra đỡ mà bắt đầu nướng nha anh em. Đây, ở đây mình đã chuẩn bị một cái lò than rồi này. Đấy đúng rồi và cái đó cho nó khô trước vừa đẹp vừa tầm luôn á. Vừa đẹp và đẹp. Mất anh con cá nhồng hồ chưa? Chưa đủ mì cái đuối. Anh em bây giờ nói chung là mình sẽ trớ cho anh em. Thiết chỉ trớ cho mình đấy. Đấy à, trớ liên tục cho nó dính vô cái miếng gì đục mấy món cho dính hết rồi không? Đục. Chuột. Chuột. Nó kêu. Tụt nhẹ đẻ. Giúp mấy bì quá. Vừa vừa giúp vừa cây đụng mấy cái phi thuyền hả? Đấy, đụng quá. Đĩa bay anh quá. Lần đầu tiên mà mình thấy thiết nó chuyên nghiệp như thế này luôn anh em ơi.
Hồi nãy chưa nướng là đuôi nó bị liệt dương mà giờ đuôi nó cứng ngắc rồi kìa. Cứng ngắc rồi. Rồi đuôi nó dính lắm kìa. Dung cái cần của anh Quốc đó. Dung cần anh Quốc đó. Cần ông Quốc, Quốc cái cần anh cho nó dính kìa đâu. Không, cần thằng nhớ là ok không nhỉ? Ấy là thằng Thiết là nó là gì? Thiết bự vậy nè. Ông ấy Thiết gì chưa vào video vậy? Thiết chưa mở mắt vào video. Đó giờ nữa phải nhờ cái bấm ông Tì nó bấm đi nó mở mắt được. Ủa nó mé thật. Hồi đó mà giờ mà anh em mình sẽ thường xuyên lật để mà nó không bị dính vô miếng dĩ này nha anh em. Anh Quốc cắt bao quy đầu giờ? Rồi vậy bạn mày tự mới đó đi. Quần ở đeo đụng mày. Gì nè. Sao giờ? Bây giờ sao? Nói chung là con cá này nó dở bị nát anh em. Nếu chung mà mình sẽ lật một cái là nó sẽ bị sứt hết bên hai ra liền. Đây, có vít lên nè. Nói chung là thao cỡ mình cứ lật. Mình cứ lật đi, lật nó chín còn hơn sống. Thì nó xấu mà nó chín mình ăn nó tốt cho dạ dày mình. Thương thức chứ mình đâu có ăn hoàn chín đâu. À, đúng không? Lật từng miếng. Lật đi. Lật lúng đi, hết sức đi. Nhiều nâng nhiều cái miếng tét tét kìa chút chứ. Chút chứ. Chứ đúng chín rồi mày ơi. Chín rồi. Chín rồi. Mà nó lặng lét à. Ấp lại mâm lại được vào. Ấp vô mâm rồi. Anh Quốc đi mâm tới thôi. Hay chờ xíu nữa, nếu sợ xong chờ anh em phút nữa. Thì biết thì mày ập ra mâm trước đi. Chưa cháy mà. Lấy nguyên cái rổ luôn. Cái đó làm được không? Hai miếng bài cho ta. Đâu không? Từ từ. Đây cầm hai miếng này, hai bên này đi. Đưa cái hai miếng bài đây. Chị chế nhà nó về cái đủ. Đúng rồi, anh Quốc rất là thông minh luôn. Đấy. Đây, theo thiếp. Vô nha. Cái chia ra xong rồi vô đủ mẹ chia ra vô đủ mẹ kỹ ra như bánh bèo lùn nếu với mày chú gì chú chờ chú gì cứu không ok em như thế này thì sau 15 phút 20 phút gì đó thì miếng cái đuối thì đã chín rồi nha anh em, bây giờ mình sẽ bỏ lên để mâm luôn. Quắc đưa mâm vô này. À, đâu thấy được. Ập lên nha. Cứng nha. Ập đụng mấy. Nào lấy cái dao. Lấy cái dao, lấy cái dao. Dao phúc phúc. Mày nó rất khỏe luôn nha. Nấu. Hai tay rồi. Lấy cái dao. Chạy. Nói chung là mình là đàn ông thì mấy cái chuyện này thì nó không có thế nào mà ok được. Cái này nó dính cái nữa. Ừ. Còn miếng à? Chút cũng mấy còn miếng còn nhất. Chút còn miếng thiệt bự. Sắp đụng mày em tay. Bỏ nó tao kẹt tao ăn mày. Rồi rồi, đưa. Đừng đuối ăn uống. Rồi từ đó. Đây. Con cá là bay à? Con cá đuối. Đồ con cá gì vậy? Cá nát thì bây giờ mình đã bỏ ra review mình ăn thịt nó mà. Ok anh em, nói chung là sau khi mấy anh em mình đã bưng ra hết rồi, thiết không có ngầu rồi anh em. Thiết ngầu trong hôm với anh gặp viên trại mấy anh chả bò thường. Sao đây mình nâng bầm cái anh nhỏ mà. Chây, giờ anh cái giờ anh đây. Anh thích nâng bầm anh có đâu. Thầy ơi, anh kèm nó là dưa leo nha anh em. Các anh em mọi người cũng gì lắm. Cái gì anh nhai luôn ấy. Thế còn chắc vô nhìn mạch là đã đủ rồi. Chờ anh check miếng. Anh ấy. Anh check miếng chảy vậy anh. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ ăn nha anh em. Anh coi anh em nhìn cái số thịt của nó này. Đó cho chú ăn nhờ. Sau khi mà số thịt nó y xì như thịt gà ấy. Đây thấy không. Nó có số này. Để giống thịt gà. Ừ. Giờ mà giống thịt gà thì gà số này nè. Giống một bữa ăn thành cua mà. Thành giống thành cua à. Đó thành cua. Thôi giờ mấy anh em mình ăn luôn. Ăn mấy chỗ nào mà. Anh nghe quá. Chụp nước là lũ mấy anh đẻ dữ vậy. Trời ơi. Chấm nha. Ăn kèm là muối chanh. Sao nó dính rất đều rồi sao nữa. Cái câu quen thuộc nó dính rất đều rồi. Sao nhìn nữa. Em dính rất đều nha. Chấm muối anh quá. Trời. Ê chị đúng không? Chúng ta không à, cái này cái gì nó không giòn, nó ngon, nó béo rồi, mày nó thơm nữa. Ăn cái miếng chưng thôi. Ừ, đúng á. Anh thử miếng chưng thôi.
là thịt đi. Ê, anh muốn miếng quà thôi. Bộ bộ ngươi nhớ cái mình nha. Bóc tay đi, mấy dân tộc mà nó cũng mày sợ. Đủ mày có anh em ăn nữa mà điên hả? Ăn đâu ăn, tao đâu ăn đâu. Mày cảm nhận wow. Đúng rồi, nó không có xương mà cái sống nó giòn rồi mà. Ừ. Đúng rồi, tại cho mày, sống ngon á. Đụng mà. Đẹp đấy nha. Ừ. Ừ. Đồ gấu mắm mài sao nhọn. Thôi mà nướng nướng ngon hơn lắm. Dạ dai. Ừ, như cái chị Giang ạ. Em đâu quen anh đâu. Buồn ơi. Trên anh gì vậy? Quê trong bắp đó mà. Đâu, vô đi. Sao? Dạ dai như cái chị Giang ạ. Sao nữa? Như cái bọn buồn lý nè, đụng mà. Ám ảnh luôn. Thôi. Thôi mà tính này ở đây nướng thế nào. Mấy ngày đúng rồi. Thơm nữa. Nướng nó thơm hơn. Giờ mình già thôi. Ừ. Nó có sớt sớt. Mình già thôi. Già nó đen thui vậy bê. Nó nguyên miếng luôn. Đâu để nó có đánh đâu. Đó, thiết nè. Chồ. Đỡ rồi. Vô. Chồ. Thiết cá trơ mà sao nó ăn con cá đi mày. Đâu có nhường cá trơ kìa. Sao cá trơ mà nó ăn đổ đồng loại đó vậy bê. Chồ miếng già nó dài lắm mà Phúc. Chồ. Anh Quốc, ông hết miếng đó vô anh Quốc. Hết rồi. Ê, chồng. Đó anh em nói cho đủ miếng. Sống rồi, rồi này. Sống. Rồi, sống đúng rồi. Anh cầm em đi. Vâng. Anh em đó cũng thiếu nha anh em, cái dao đó. Bây giờ mài dao. Nè, quắc này, ấm vô. Sao bảo là tự đưa quay tới là anh nhé mày. Ừ, đúng. Nói chung là hương vị của cái núi này nè. Nó có vị dai. À, vị ngọt, từ ké. Nói chung là mình ướp ớt á, nó cay á. Ăn vô nó rất là tơ ở đầu lưỡi của mình. Làm ra thi đầu lưỡi rất là đẻ luôn em. Để mình ăn vài miếng rồi mình đỡ cho 1 phút vô thử miếng. Kết hợp với nước chấm nữa ngon nè. Ừ, nước chấm đúng là 1 phút có làm. Là nước chấm Phúc có làm nước chấm này. Ơ xì luôn, bữa nào mình làm nước chấm mày bán kè Phúc. Anh vô, ông vô ấy đủ, tao đang qua nhắc bỏ mình cứ nói luôn. Trời ơi, mấy anh mắm gì vậy? Nước tự không? Nước mắm này, nước mắm này. Nước mắm này gì? Quần nào làm dính dày với năm kỳ. Ờ. Nước mắm kỳ lắm thiếu Phúc. Ừ. Mắm kỳ đúng không? Mắm này. Cái lỗ muối. Rồi em chồng cũng ngon Phúc. Đây tương quá. Đây bây giờ sao Phúc mà thấy hương vị sao anh cho? Ăn nào chưa? Đây anh cái miếng xương giòn giòn à. Ừ. Đây. Đây. Tô, xương nó giòn giòn đã lắm. Ừ. Xuống mà ăn nó sùng sùng trước. Tuyệt vời không? Vậy là thích anh chưa? Ừ. Quốc anh luôn Quốc. À. Anh đi liều không anh? Ngon. Ngon. Anh cho dở sao anh cho dở đúng không? Cá không phải rỉ đâu, 300 ngàn, 2 kg á. Có tiền nào cũng nấy, đủ ăn cá nó ngon. Muối là ngon. Muối ngon chấm bực. Chăm hỏi lại là hương vị đó như thế nào anh Quốc? Nó giống thằng cua, nó cũng dài dài, sật 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 vậy. Đủ tên cua nó vô ồm. Rồi chăm đầu là nó giòn, nó béo. Chính điều. Anh cái dè nó thì nó ngọt ngọt. Nó ngon hơn cá chốt cái trơ rồi. Không, cái dè nó giống cá chốt á. Nó đậu mén nó ngon hơn cái chốt. Anh thiếp, gửi miếng chua thôi. Thiếp anh ăn em luôn nha thiếp. Anh miếng chua thôi nha. À chục. Đó. Thái chưa không? Chưa có sống. Cứng không? Không mà cứng mà giòn giòn đã lắm. Cái gân nó y xì như gân heo rồi phải không? Ừ. Nó thực sự như gân bò. Anh ăn chưa mà. Đó, anh em một chồng nào. Nói chung là chắc anh em mình sẽ kết thúc cái clip mà cái món mà cá đuối mà nướng siêu kỳ. Đến đây anh em, nếu anh em thấy cái video này thú vị hay độc lạ gì đó, hay là ý nghĩa, hay là vui, hạnh phúc dễ, nhớ like, sẽ đăng ký kênh để ủng hộ cho nhóm của mình càng ngày càng phát triển, đạt được nút vàng thật là sớm luôn nha anh em. Để mà mấy anh em mình đi du lịch tại Vũ Hán. Bye bye tất cả các anh em nha. Cái nào giờ cần được gì sao?